Tiền thân là Viện Đại học Mở Hà Nội thành lập từ năm 1993, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trường được thành lập nhằm giải quyết thách thức về nhu cầu phát triển nền kinh tế tri thức và nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân, nhằm bắt kịp cuộc cách mạng công nghệ. Đến năm 2018, Viện Đại học Mở Hà Nội đổi tên thành Trường Đại học Mở Hà Nội, ghi nhận những nỗ lực của tập thể nhà trường và khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo của trường. Đại học Mở Hà Nội, Hà Nội Open University, HU đặt trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là đại học công lập đa cấp, đa ngành, đa hệ có sứ mạng mở ra cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình, chú trọng giáo dục từ xa, đa ngành, đa trình độ, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Đại học Mở Hà Nội xây dựng các giá trị cốt lõi là tự chủ toàn diện, tiên phong ứng dụng công nghệ mới trong công tác đào tạo và quản trị, cung cấp dịch vụ hoàn hảo về thái độ của mọi thành viên, chất lượng dịch vụ mà trường mang đến cho xã hội. Kết nối rộng mở là phương thức hoạt động để phát huy hiệu quả của trường với mô hình giáo dục mở, linh hoạt. Trường Đại học Mở Hà Nội phấn đấu tới năm 2035 trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa trình độ, đa phương thức, trong đó chú trọng đào tạo từ xa, có vị trí xứng đáng trong hệ thống các trường đại học mở châu Á, thông qua nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học vì một nền giáo dục đại học đại chúng, một xã hội học tập và học tập suốt đời.